nhớ khi mà tôi còn cái thời đi học với mấy bà thì cái môn ám ảnh nhất của tôi đó là môn anh văn đó nha không hiểu sao mà tôi học hoài nó cũng không có giỏi lên được mấy bà nó cứ tàn 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 vậy á tôi biết do một nguyên nhân á là cái cách học của tôi không có chính xác cho nên á học bao nhiêu thì lại quên bấy nhiêu học xong bao nhiêu á thì lại trả cho thầy cô về hết cho nên là bây giờ thôi thì mình bắt đầu học lại từ đầu miễn á là trong người mình có quyết tâm thì tôi nghĩ chắc chắn cái gì mình cũng sẽ làm được đây là cái cuốn sách học anh văn cho người bắt đầu học nè nó có đầy đủ tất cả các ngữ pháp cho mấy bà nè nên là bà nào bị mất kiến thức giống như tôi hay là kiểu như là là mình không có biết bắt đầu từ đâu á thì tôi nghĩ đây là một cuốn sách khá là hay để cho mấy bà có thể lấy lại kiến thức của mình Nhưng mà mấy bà mua cuốn sách này á thì có kèm theo khóa học trực tuyến nha let's go thôi mấy bà ơi